Vâng, xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Trường Dạy Nghề Thanh Xuân. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn một vài hình ảnh liên quan tới con xe Kia K3 của một bạn học viên của lớp nội thất ô tô mang đến. Thì hôm nay bạn ấy sẽ cùng với thầy giáo là thầy Đông. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rằng là thầy Đông cùng với bạn học sinh đang xử lý một cái vấn đề trên con Kia K3. Thôi mình nói luôn đi. Đó chính là con Kia K3 này ấy, thì bạn học viên này muốn độ cái loa nó sắp gì đó các bạn, chuyên ngành thì các bạn thông cảm nhá. Mình có cái từ nào chuyên ngành quá thì các bạn thông cảm nhá. Bạn nào mà muốn biết từ chuyên ngành hoặc là gì hơn thì các bạn cứ để lại inbox nhá, mình sẽ hỏi thầy giáo để trả lời cho các bạn nhá. Bao nhiêu nữa? Mình sẽ tua nhanh một vài hình ảnh để các bạn có thể theo dõi cái công việc của thầy Đông cùng với học viên của lớp ô tô nha các bạn. Let's go. Các bạn ơi, theo như thầy Đông đang chia sẻ thì là để mà các bạn có thể cùng với thầy độ loa sắp, có thể là âm trầm cho nó trầm, cho rung đùng đùng, các bạn cứ rung ấy, thì các bạn sẽ cần học lý thuyết này rồi thực hành khoảng 3-4 tuần là các bạn có thể là các bạn sẽ đủ điều kiện để các bạn tham gia trực tiếp trên các cái xe này nhá. Vâng các bạn ơi, nếu các bạn nào yêu thích sửa chữa ô tô nói chung hay là nội thất ô tô nói riêng thì các bạn vui lòng để lại bình luận xuống phía dưới, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp tới hotline 0961677991 gặp bạn Duyên, hoặc các bạn có thể là Zalo tới số 0971868577 để tư vấn hỗ trợ chi tiết nha các bạn. Đấy, cụ thể thì tại Trường Dạy Nghề Thanh Xuân, ngoài cái nội thất ra ấy, thì các bạn yêu thích ô tô có thể học thêm được các cái phần khác như là máy gầm ô tô, điều hòa ô tô. Ngoài ra, ngoài những các cái khoa học liên quan đến sửa chữa ô tô ra thì các bạn sẽ được có thể lựa chọn những cái ngành nghề khác như là sửa chữa điện lạnh, sửa chữa điện tử, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện dân dụng, sửa chữa điện công nghiệp. Tại Trường Dạy Nghề Thanh Xuân ấy, thì có rất nhiều các cái khóa học phù hợp với rất nhiều các đối tượng khác nhau. Nếu như bạn là học sinh không muốn đi học thêm, không muốn học nâng cao đó các bạn, tức là không muốn học cấp 2, cấp 3, mình không muốn học nâng cao lên bởi vì các bạn là không thích, không có đam mê, hoặc gia đình không có điều kiện, hoặc là bất kỳ một lý do nào đấy mà các bạn nghĩ học nghề thì vẫn học được nha các bạn. Hoặc nếu các bạn là những người đi xuất khẩu lao động, các bạn sắp về nước hoặc đã về nước nhưng mà chưa biết làm ngành nghề gì để xây dựng cái sự nghiệp cho mình, cũng có thể học nghề như học nghề. Hoặc các bạn đang đi làm mà chán cái công việc cũ, các bạn muốn thay đổi để cho nó phù hợp hơn với thị trường lao động thì các bạn cũng có thể tham gia học tập. Hoặc nếu như các bạn đã làm nghề rồi, các bạn muốn nâng cao tay nghề, các bạn đến Trường Dạy Nghề Thanh Xuân thì đều có khóa học phù hợp cho các bạn, để các bạn yên tâm là các bạn đóng tiền một lần
là ra trường là có tay nghề. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh liên quan đến thầy và trò của lớp đội tôn mà thôi. Và nếu như các bạn yêu thích mình làm về cái chủ đề nào thì các bạn hãy để lại xuống phần bình luận. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.